Quản lý Minh Kỳ Huệ Tôi là chủ tịch nữ nhân viên ở đây Lý Cô phải có một buổi để nói chuyện với chúng tôi Là chuyện gì? Nghe nói tin tức lần này Là về phó giám đốc Tuy là tôi không có gì để nói Chuyện lần này Bên phía nhân viên nữ đã cho phép rồi Cho dù là giải thích hay là xin lỗi Làm gì? Tôi không cần phải giải thích Và càng không cần phải xin lỗi ai hết Chỗ này đang có nhiều khách hàng Tới chưa nào yên tĩnh là do cô làm Thật ra cô đã nói gì với họ Cô Minh Kỳ Huệ Trước mặt các nhân viên mà thái độ cô như vậy Trong khi tôi không thấy là mình quá đáng hay sao Dù cô có cúi đầu xin lỗi Vẫn còn chưa đủ Bây giờ lại đứng đây mà lớn tiếng Vì ai mà đã làm cho tôi mất Chuyện phụ nữ với nhau Cũng không thể cứ cho qua như vậy được không phải là nơi nào khác mà chuyện này xảy ra trong công ty của chúng ta. Đó là tai nạn. Hãy xác nhận với người ta thì không có liên quan gì tới tai nạn đó. Dù là tai nạn, nhưng chuyện cô nói tôi giả măng bầu và đi nói với chồng của tôi là sự thật. Quá đáng hơn. Là phó chủ tịch đã gạt tất cả mọi người. Cho nên ngay cả người trong cuộc cũng bị chính lời nói láo đó lường gạt. Những người phụ nữ đã kết hôn, có thể mang thai là một niềm hạnh phúc mà ông trời ban tận. Tôi đã rất kỳ vọng về chuyện này. Chồng tôi còn kỳ vọng nhiều hơn cách nào khác. Người trong nhà của tôi đều cho rằng tôi đã mang thai. Làm sao tôi có thể phá vỡ điều đáng tin cậy này? Chúng tôi chỉ là một nhân viên tấp bé. Không. nhưng tôi cho rằng đối với những chuyện đã xảy ra ở trong khách sạn thì sẽ đưa ra cảnh cáo. Đúng vậy. Nếu là phụ nữ, ta trong khách sạn, ai dám chắc chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Cứ mỗi lần nhớ tới đứa con của tôi, tôi lại cảm thấy... Vì lý do gì tôi phải làm như vậy? cô không biết lý do người phụ nữ mang bầu sẽ rất là mẫn cảm cô không biết cô nghi ngờ chuyện tôi có bầu nhưng lại thiếu lời nói mà có thể hiểu được thì tôi đâu có cần phải làm tới chuyện đó để mà che đậy đối phương vậy mà cô ta lại coi đây là cô không nghĩ nếu lúc trước cô thành thật với mọi người thì đâu có xảy ra chuyện như bây giờ không lẽ cô làm vậy là vì tình cảm cá nhân hay sao những gì đã bị mất không ngờ cô lại nói như vậy là phó chủ tịch trước hết là phụ nữ mong hội nhân viên nữ giúp đỡ cho tôi tôi không có muốn làm ảnh hưởng tới hình tượng khách sạn nhưng những nội quy trong khách sạn này cần phải thể hiện rõ có đúng hay không phim tạm tạm cho bạn bộ phim này trình lên chủ tịch trình thể hiện các mục các chương của bản kiến nghiệm nhằm bảo vệ quyền lợi của lao động nữ giới In. hội nhân viên nữ yêu cầu kỳ quệ công khai xin lỗi và giải quyết à đây là ý của hội nhân viên nữ không phải bận nhân sự nếu muốn coi thường thì bao nhiêu lần vẫn là coi thường Chỉ có thể là ý kiến của hội nhân viên nữ Tôi muốn biết lý do là cái này là vì cái gì Hả? Nhưng tôi không hiểu tại sao có đổ trách nhiệm lên đầu của kỳ huệ Dù bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều coi là chuyện không ai Trong thời gian tôi mang bầu Tôi đã bị ức hiếp bao nhiêu lần Anh đã có nhìn thấy rồi Tòa án hao tốn tinh thần và sức lực của tôi không lẽ mấy cái chuyện này lại không hề liên quan với nhau Nếu muốn truy cứu tới cùng Thì người khởi đầu câu chuyện cũng chính là cô, cô hiểu chưa Không có bất kỳ cái gì để chứng minh điều này nếu chỉ là dựa vào phỏng đoán mà nói những lời này để hành hạ tôi thì đủ rồi tôi nghe tôi nói để ân hỉ hị... cảm giác mất đi đứa con anh có hiểu được không có biết được là tôi đau đớn như thế nào không ừ. cho nên tôi mới nói không phải làm như vậy thì có thể mặc dù cảm giác của cô ở góc độ nào tôi không thể hiểu hết được nhưng mà cũng không thể hiểu được nó lại đến mức độ này à... nếu như tôi là cô thì trong thời gian này tôi sẽ cầu nguyện cho đứa cảm hối những chuyện cô đã làm Còn cơ hội để quay đầu lại Cô nói làm như là tôi mất đứa bé là vì lỗi của tôi Tôi còn chưa nhắc tới chuyện này Cô càng làm như vậy khiến tôi cảm thấy cô thật đáng thương Càng đáng thương hơn Là mượn sức từ phía hội nữ nhân viên để đối phó với tôi Khi người ta đồng tình với tôi Cô là cái gì? Cô cho cô là cái gì? Nếu như gì đứa bé mà nói Thì tôi không có lý do nào để hạng người giống như cô nếu cô còn làm như vậy Thì những chuyện trước đi Tôi không thể nào tha thứ cho cô à, Tôi? Sao cô lại không hiểu chuyện này? Người cần xin sự tha thứ là cô Không phải là tôi Thời gian này xảy ra chuyện gì Con cũng không cần đi làm việc à Chắc là có chuyện quan trọng muốn nói Nhưng mà chỉ hiệp à Phải kêu con dọn đi sao Má đã xảy ra chút chuyện Cho nên con vẫn còn ở đó lại xảy ra chuyện vậy, đã lục. Nó còn muốn gây chuyện gì nữa? Cụ Cổ... đã bị xảy thai. Lừa chúng ta nói là đang ta, sao bây giờ nói là xảy thai? Hình như có thai là thật. Thật sự không hiểu con đang nói cái gì đây. À, tại sao lại còn dở trò nói dối làm vậy? Cho nên cô mới nói xảy ra chuyện đó. Cố gì chuyện này? Đúng là chuyện không thể nào ngờ được tại à, sao lại xảy ra cái chuyện này phải truy cứu tới cùng má phải tới nhà bà Su gia nói cho rõ là sao nghe hết cái đó tôi chỉ muốn nghe con vô về bà Su gia giải thích rõ ràng chế Hiệp nói tôi thật sự không thể nào hiểu được đồng 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 không phải ý của con là nó cũng không biết nó đã mất. dạ thì chuyện này mới nói tại sao lại nói láo là sao đây? Con không biết gì hết à? Hả? À, Chí Hiệp. Chuyện xảy ra với đứa nhỏ là chuyện rất là đau lòng. Nhưng bà hy vọng con. Không, con cũng biết. Vấn đề liên quan tới vợ con rất nhiều à. Con hiểu được ý của ba Nhưng nếu con không ở... Lúc đầu con cũng rất là tức giận. Bây giờ cảm thấy cụ đáng thương tự làm cho mình ra nông nỗi này. Sư dụng. Cũng không biết nói sao. Vì sao tôi đã nghe chí hiệp nói về chuyện của con dâu rồi mới nghe được một nửa liền tới đây ngay tôi muốn đích thân nghe bà nói tại vì con rể hại đó không phải đây cũng là lời nói dối hay sao không phải bị phanh phui ra rồi còn bị đặt làm cao nữa bà nói gì không phải mày bà... thiệt ra có ai biết được dở trò bên cạnh chí hiệp hay không chứ từ sau này trở đi dù là con dâu nó có nói cái gì đi nữa không có ai tin nổi đâu nếu nói dối sẽ bị dính cái miệng lại có hiểu chưa có người phụ nữ tầng kinh nào lại nói dối cái chuyện đó hay không? con dâu là người có thể nói dối? há chồng như bà là muốn đổ dầu vào lửa thôi. là mơ đi ra ngoài. mặc dù đã nói ra rồi nhưng mà hãy mau nói thật đi, có được hay không đây? lời nào đáng tin cậy? ngay cả chuyện tai nạn của kỳ Huệ cũng là hành động giống như bà. bà làm như vậy tôi không có thể nhịn được nữa. Uh, 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 cái gì? Con tôi đã bị như vậy rồi Bà không ăn ủi thì thôi chứ Bà còn dám ở đây mà ăn nói hồ đồ quá chỉ nhau đã lừa gạt chúng tôi Còn dám nói mấy cái lời như vậy Phải quỳ xuống xin lỗi chúng tôi còn chưa có đủ đâu à, Cái bà này dám đến nhà ai mà dở trò vậy Mà biến ra đi Đi ra ngoài cho bà dám ướt nước vô mặt của tôi à? nữa, Không à, phải là siêu gia mà chính là ô Bà có hiểu chưa? Tôi không có Ê, nhìn ra. bà nữa Ê, Bố ừ. đi thì Chết đi ừ. Chết đi ừ. bà Điều kiện đất miệng hình như đã nhận được tiền của ân hỷ thu Đúng như lời của bà là đoạn Lấy căn nhà ở Bình Thương Động Để mà làm tiền đưa cho ông ta rồi Vậy thì Chuyện làm lén lút của ân hỷ thu sẽ khó mà bị tiết lộ Nhưng mà con người như vậy Cũng sẽ cúi đầu muốn xin gửi tay xin tiền Và sẽ không nghe lời của ân hỷ thu nữa Bên phía dạng độ đã không cho xuất ngoại cho nên ông ta không lồ sẽ lộ diện thôi nếu như có thể thì giải quyết sẽ dễ dàng hơn chị à muốn đợi chị ngủ chung hả ừ ân huệ có thể tự ngủ một mình không cần chị ngủ chung với em nữa tại sao cho em nghe lắm mà ân huệ không phải là một đứa bé chỉ có đứa bé mới thường làm chuyện đó ân huệ là người lớn rồi đúng không ba ân huệ đã lớn nhưng mà không cần đột nhiên phải như vậy đâu Bởi vì ân huệ giống như đứa bé Không thể nói chuyện trước mắng không thể dạy cho chị Hỷ Thu một bài học được Nếu mà ân huệ thông minh Thì đã không có làm vậy rồi Em đừng có nghĩ như vậy như là bây giờ Em không muốn chị phải mệt mỏi nữa Ân huệ Chị muốn giúp cho chị thôi <laughs> Ân huệ đúng là đã lớn rồi Thật sự trưởng thành Em nghĩ như vậy thật là tốt Nè Không phải con rể hàng sao Không nói không rằng để cho anh ta ở đây Má có chuyện mới hỏi nó Chứ má quan tâm đến đó làm gì Ban ngày á má chồng con có tới Cố tình đến hành hạ mầm với con Nói sao cũng không tin Tin hay không tin bây giờ không còn quan trọng Má cho là con vẫn còn tâm trạng vào chuyện này Hơi Mệt mỏi Thôi được Con rể hàng nói gì Chắc là không muốn ly hôn Anh ta đã làm những chuyện gì Còn dám nói ra sao Con sẽ chờ xem anh ta giải quyết như thế nào? Biết đâu là con sẽ thấy rõ được tấm lòng của chí Hiệp. Yêu cầu về quyền lợi sức khỏe sinh sản và phụ nữ mang thai. Bảo, bảo vệ! Bảo vệ! Yêu cầu giám đốc Minh Kỳ Huệ phải xin lỗi. Nói gì đây? Yêu cầu! Yêu Yêu cầu bảo vệ quyền lợi sức khỏe sinh sản và phụ nữ mang thai. Đi yêu, cầu, yêu, cầu, yêu, cầu, yêu, cầu, yêu cầu! Yêu cầu! Yêu cầu! Yêu cầu bảo vệ quyền lợi sức khỏe sinh sản và phụ nữ mang thai. Dường như hội nhân viên nữ của phòng thông cảm Yêu cầu giám đốc Minh Kỳ Quệ phải xin lỗi Bây giờ không xin phải cô đã cố tình lỗi. làm chuyện này xin à xin lỗi. Lỗi. Yêu cầu giám đốc Minh Kỳ Quệ phải xin lỗi ra. Yêu cầu những hoạt động bảo bản thể này sức khỏe không phải là ai ra lệnh cũng được vì suốt cuộc cô muốn làm gì bảo hả cô muốn là càng bảo có nhiều vệ. người biết chuyện này biết chuyện này mới xảy ra chuyện như vậy tại sao quay ngược lại đổ lỗi cho Minh kỳ vậy xin lỗi yêu cầu yêu cầu cô ta đã can thiệp quá sâu vào cuộc đời tôi có cơ hội phải làm cho tôi dao động Bảo vệ quyền lợi sức khỏe sinh sản và phụ nữ mang thai Bảo, Bảo vệ Điều này Bảo đã vệ. đủ Bảo hợp vệ. lý chưa giám đốc Minh Kỳ quệ phải xin lỗi Xin lỗi Xin lỗi Bảo vệ quyền lợi sức khỏe sinh sản và phụ nữ mang thai Bảo vệ Bảo vệ quyền lợi sức khỏe sinh sản và phụ nữ mang thai Bảo vệ Bảo vệ Ê, làm cho anh thấy thì là khó xử Nhân viên sẽ có phản cảm đối với em Thì cổ sẽ có được sự đồng tình cố đang kỳ vọng về chuyện mọi chuyện cũng giống như là gió thoảng không liên quan tới sự thật mọi người đều tin ân hỷ thu đúng giống như là sẽ đoán được thôi giữa em và hỷ thu có chuyện gì lừa gạt tất cả mọi người bỗng dưng biến thành một người bị hại đó là kế hoạch của anh chưa gọi tôi phó chủ tịch thông qua hội nhân viên nữ yêu cầu kỳ huệ công khai xin lỗi chuyện gì mà phải yêu cầu cổ công khai xin lỗi bởi vì cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy thai của phó chủ tịch là do mình kỳ quỵ không phải mà do cổ cho rằng như vậy tổng giám đốc con nhớ lần trước anh đã nói gì với tôi hay không cũng không tính là quá trễ đâu hơn bây giờ nó muốn ngăn cản vợ anh phải coi như bây giờ cũng không tính là quá trễ anh hiểu ý của tôi muốn nói gì chứ phần cơm trưa cho mọi người ngày hôm nay tôi đã có nhiều người mang tới À, cái gì? Tôi luôn rất là quan tâm tới người của hội nữ nhân viên. Sau này, tôi cũng sẽ quan tâm hơn tới phần ưu đãi của nhân viên nữ nên làm. Đừng thấy tôi là phó chủ tịch mà cảm thấy khó xử, nếu như có vấn đề gì thì cứ việc thông báo cho tôi. <laughs> em đã nói gì với các hội viên? Muốn kích động họ làm cái gì hả? Không phải em kích động, mà là bên đó họ ra mặt, ai nhìn vào thì cũng thấy là Em muốn công khai xin lỗi thì để anh làm chỉ vì vào những lời nói không đúng đó yêu cầu người ta phải chịu phạt anh nói mới là vô với anh cho nên bây giờ đứng đây nói lời này anh cũng như vậy anh cũng đã bị em gạt tới hai lần bởi vì anh biết cảm giác khi mất đứa nhỏ là như <cười> <cười> nhưng mà em lại mượn cơ hội này để sắp đặt kế hoạch của em nhìn anh không có nhịn đã tới nước này mà còn nghĩ được chuyện khác anh không thể nào hiểu nổi em có chắc là anh hiểu được cảm giác của em bây giờ em đang làm như không anh mới nói ta sẽ có muốn bản thân của mình mệt mỏi người làm cho tôi mệt mỏi chính là anh tình hình bây giờ mà anh vẫn không đứng về phía tôi là anh <cười> <cười> cũng giống như là tôi nghĩ đã thế chấp căng hàng. thời gian trả đang ở trước mặt rồi họ sẽ liên lạc với ân hỷ thu thôi như thể là sẽ động tới công quỷ và sẽ tìm cách ngăn cản việc ngôi nhà bị rao bán về vấn đề đó phải chờ có ai trước đã ờ à, có chuyện gì người đó xuất hiện ở đâu đừng để ông ta nhận ra cứ theo dõi ông ta đi lập tức báo cáo cho tôi nghe nói là thường vụ trịnh đã xuất hiện ở kim sơn tôi đoán là muốn vượt biên Tôi vẫn... Bởi vì tôi tham ô công quỷ nên sẽ tìm cách chạy trốn. Ở Hàn Quốc sẽ không thể tiếp tục chờ được. Bây giờ chỉ cần bắt được hắn, ân hỷ thu coi coi như đã nắm chắc được trong thời gian dài rồi. Bây giờ thì chỉ cần coi cô ta sẽ phải làm chuyện gì nữa. À đúng, thời gian này bởi vì có nhiều việc nên chắc là ông rất mệt mỏi. Ông đã phải chịu đựng rất lâu. So với tôi thì kỳ quệ cùng mệt hơn. Ông mới nhìn thấy nụ cười của nó bây giờ chỉ có thể trừng phạt ân hỷ thu chúng ta nhắc tới việc này cũng có thể cười được xin lỗi tôi có chuyện muốn nói phó chủ tịch không phải không có liên quan tới minh kỳ quỵ minh kỳ quỵ cổ thật sự bị quan giống dĩ khi gặp phải cảnh ngộ như vậy sẽ cần người để mà trút giận có thể tức giận với bất kỳ ai huống hy vọng cô không hiểu lầm hơn nữa cho dù đó là chỉ thị của cấp trên cũng có đối sách sau này sẽ không có được tha thứ bởi vì cần phải cân nhắc hành động của phó chủ tịch ừ dạ uống trà đi trà này rất là ngon vì là trà quý cho nên tôi dùng để đặc biệt đãi khách quý thật ra tôi và minh kỳ huệ có mối quan hệ không có tốt đẹp lần trước có nhờ cô soạn ra văn bản để trình cấp trên chắc là ông ta đã nhìn ra viên rất hiếu kỳ vì một trong hai người của chúng tôi sẽ là có một người nói dối chuyện cho tới ngày hôm nay chắc là đã rõ người nào Ở giữa hai người chắc chắn phải có lý do minh kỳ huệ đã có rất nhiều bất mãn đối với tôi. Cô ta cho rằng đã bị tôi cướp tất cả. Tôi biết cô ta nếu không dùng được quy lực của bản thân để kết thúc chuyện này, thì sẽ dùng cách khác. Đây là ý kiến riêng của tôi. Minh Kỳ Huệ là người có hại cho khách sạn mà thôi. Thật ra, thì tổng giám đốc là chồng của cô đó. Ông nói là Minh Kỳ Huệ bị quan. Cô nói gì? Tổng giám đốc Hàng Chí Hiệp. Tiền này chắc có nhiều hơn chút ít đó. Chào cô. Phim đã đến các bạn bộ phim này. Rốt cuộc cô đã nói gì? Cô nói gì mà cho hội nhân viên nữ đứng về phía cô? Chỉ biết dùng cách này để kiếm được sự đồng tình, khiến tôi trở thành con rối cho cô đùa giỡn. Xem ra thì bây giờ, cô vẫn còn muốn khống chế người khác sau lưng, phải không? Người hiền lành, có lương tâm, mình là người bị hại. Khả năng diễn xuất của cô khá là giỏi. Cô tưởng hội nhân viên nữ đều bị ngốc nghếch, tưởng họ sẽ bị... Trước mắt cô diễn xuất rất là hay, nhưng mọi người lại gọi đó là thật lòng. Dù cô chết đi sống lại cũng không thể hiểu được. Minh kỳ quỷ Lần này coi như là mày mày Không phải là vẫn còn dài ngày sao Không cần phải lo Tôi đâu có nói là tôi không trả Chỉ có chừng đó thôi Tôi, tôi sẽ không để cho mất nhà của tôi đâu Tôi sẽ có cách để làm sao trả số tiền mà tôi đã mượn. Xin hãy đợi đụng tới căn nhà của tôi. Có biết chưa? Thiệt là may quá Hồi nhân viên nữ có thể quyết định như vậy Đúng là làm cho anh lo lắng Anh sợ nếu họ Mà nếu như truyền đi càng nhanh Thì càng ngày sẽ càng nhiều ác ý Ờ à, à đúng Nghe nói đã tìm thấy thường dụ trịnh rồi Bà kia chúng ta chịu khó chờ một chút Khiến bà nội lo lắng như vậy em thấy ngại quá à. Nếu ông Nguyễn có thể đứng trước tòa đàm lén lúc quân hí thu Nhất định được phơi bài sáng sáng đây là tài liệu quyết toán tổng giám đốc xem ra tôi thấy lần này anh đã hạ quyết tâm cảm ơn anh giúp đỡ cho chúng tôi cái gì ờ à, là chuyện của hội phụ nữ hả tôi chỉ làm những việc trong phạm vi trách nhiệm của mình anh lại dám nói thai cho minh kỳ huệ cô ta cũng đã hại em không phải nói thay cho cụ Tại sao anh phải làm những chuyện đó Anh luôn là như vậy Vì cái trò này của anh nên tôi... Vì nếu tôi có thai thì anh mới chịu đứng về phía tôi Biến tôi thành ra như vậy chính là anh Nếu như anh có một lần nào đứng về phía tôi Trước khi muốn tôi đứng về phía của cô Cô đừng có giả dối che đậy mục đích Tại sao phải sống mệt mỏi như vậy Là do Minh Kỳ Huệ nó gây ra trước Làm cho tôi Rồi chuyển đưa ra ngoài tòa Dội nước đảnh lên đầu tôi Lúc trước nếu có thể giải thích được với Minh Kỳ Huệ có phải tốt không Không đúng sự thật công khai cầu xin được tha thứ Tôi đã làm sai cái gì mà phải cầu xin tha thứ Tôi không làm cái gì sai hết Ngược lại tôi lại còn cảm thấy là mình đã bị đâm sau lưng Nghĩ đi Đứa nhỏ chưa có sanh ra Tôi cho cô cơ hội cuối cùng Cơ hội cuối cùng cơ Hội cuối cùng sống như một con người Là cơ hội để thay đổi Hướng tới cái tốt đẹp hơn Chuyện đứa con Sau đó tôi đã hai chúng ta có thể sống tốt là vì có đứa con anh đi ra ngoài tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy anh nữa anh đi ra đi ra đi ra ngoài đi đi ra đi ra ngoài đi <laughs> cho ân huệ hả em muốn kết hôn xin chị cho phép có phải hơi đột ngột quá hay không chị có cổ vẫn còn độc thân mà không phải không phải là ý đó tôi đoán là ân huệ má em mong muốn nếu thành thật mà nói sẽ không thể có mối quan hệ thân thiết được với ân hỷ thu em có nghe nói là sẽ sớm chia tay danh của em thôi nhưng mà bởi vì giả mang bầu Mỗi lần em cảm thấy chị dâu của em không có được bình thường. Không sao, chờ cô trưởng thành sẽ quay lại với nhau. Em có thể chờ được mà. Em có chuyện cho nên mới kiếm chị Kỳ Huệ. Đã tới đi rồi thì đi ăn với chị nha. Chị sẽ mời em không có được tốt. Nếu mà ăn chung với một người đáng ghét sẽ nuốt không có nổi. À. Em đi về ha. Chào chị. cô đã nói cái gì với bình hiệp cô cũng muốn biết chuyện này sao một mình chí hiệp còn chưa đủ bây giờ lại tới em trai của anh ta xem ra cô đang muốn lôi kéo phía cô cô tưởng là lôi kéo được người khác thì có thể ép buộc được họ hay sao cô còn chưa hiểu à hội nhân viên tại sao quay lưng lại với cô Chúng họ chưa từng thật lòng đối xử với ai hết tất cả mọi người đều hiểu được chuyện này Chuyện gì Bình Hiệp là thế nào Đã tới tận với em là chị dâu của nó Để mình nói chuyện bí mật với Minh Kỳ Huệ Bình Hiệp chưa có tới sao ừ, Chắc là có chuyện gì Gia đình của anh á Nhưng không được thích Minh Kỳ Huệ Anh và em trai của anh đều là giống hệt nhau Nên Minh Kỳ Huệ mới được nước coi thường em Ai coi thường em Coi trọng Bình Hiệp một lần chưa Tại sao không biết mình đã làm cái gì Chỉ biết trách tội người khác Anh làm sao nữa rồi Người mệt mỏi nhất bây giờ Và muốn nghe giải thích chính là em <laughs> Cô biết tại sao tôi làm như vậy hay không Là bởi vì cô đã tự ý việc xa thải Và gửi lên văn phòng lao động tố cáo cô Có lý do xa thải Không phải Tôi tạo ra một lý do Nhưng mà chuyện này tôi không có bị dao động <laughs> Nó tóm lại cái vị trí của anh Ấm được đâu cho dù anh có là chồng của tôi Nhưng nếu ngăn cản con đường phía trước của tôi Tôi cũng không có lý do để giữ anh lại Sao Mona Lisa rồi sao Được Không để cho ông ta phát hiện Cứ đi theo nha Ừ À, thư hiền nghe nói bây giờ thường vụ trịnh hình chắc là muốn tìm con đường sống cuối cùng chắc chắn là sẽ rút tiền đó. Hello. Tôi đã nói với ông là không có được gọi cho tôi nữa. Ông tới đây để làm gì? Ông thực sự muốn như vậy? Được rồi. Cứ chờ tôi ở đó cho ai nhìn thấy. Tôi. Sao lại dám to gan tới đây Tôi cũng không, không còn cách nào khác Tôi đã đưa hết tiền cho ông rồi sao lại như vậy Mau đi đi Nếu có người nhìn thấy tôi cũng đã cảnh cáo ông Còn dám nói linh tinh về tôi Tôi sẽ không tha cho ông đâu Tôi không có chỗ để đi bây giờ đang truy nã tôi nè Hỏi chú này Tôi sẽ tìm một chỗ cho mẫn náo Nhưng mà ông không có được tới đây Tôi lặp lại lần nữa Những chuyện với hai Lúc đó coi như là ông xong luôn anh vừa nhận được điện thoại của bà nói rằng thì dụ trịnh đã đi tìm ân hí thu thật sự. vì sợ tai mắt mọi người chắc là không thể nói nhiều mà tận dụng thời gian này thường dụ trịnh chấn thu đứng lại Lúc tôi còn đương nhiệm phó chủ tịch khách sạn này đã gặp nhau rồi. Tôi cũng biết là ông đến gặp ân hỷ thu. Ờ, không. Ta hãy nói chuyện một chút. Tôi không có gì để nói. Hãy nghe tôi nói. Tôi có chuyện này muốn nói với ông. Hắn ta lại tới tìm tôi nữa. Hay là luật sư Trương đi gặp hắn để giải quyết chiếc điểm đi? Phải làm thế nào? Không phải là ông có thể tự tạo chứng cứ giả Biến người bị hại thành người hại hay sao? Giỏi nhất đại hàng này mà. Ông đã lý của tôi biết. Dù kiện của tôi kết quả là do tôi ngăn chặn, nhân chứng bên minh kỳ quệ là do chính tôi ngăn chặn. Nên lần này ông đi. Hắn ta đúng là người có tội. Ông phải dùng luật pháp mà quy hiếp hắn, bắt hắn phải ngậm miệng. Ba cái tên rác rưởi này, chỉ biết có tiền, tiền, tiền mà thôi. Trong quá trình thi công dự án resort của khách sạn Mona Lisa, ông đã hối lộ ân hỷ thu có đúng không? Chuyện này thiệt tình là quan đường. Khi mà đổi bên thi công, bởi vì quy hiếp ân hỷ thu nói ra chuyện hối lộ, cho nên đã nhận tiền. Tìm... Ai nói vậy? Ông biết sổ. Việc lấy công quỹ tham mô công quỹ của công ty sẽ bị kết tội. Cũng rõ vì lệnh cấp xuất cảnh, cho nên mới bị cầm chân ở đây. Ở khách sạn này, đến nhờ ân hỷ thu tìm cho con đường sống cuối cùng. ông cho rằng có thể trốn được bao xa để sống hết cuộc đời sao đó đều là chuyện mà tôi không biết nếu như ông dám bỏ đi thì chúng tôi bắt những lời nói này khiến cho ông sẽ bị bắt ngay sau đó thế nào tôi không nói chắc ông cũng biết được ư ừ. và ông hãy tự mình đi tự thú bây giờ không phải chúng tôi nhờ ông mà chính là đang tất cả mọi chuyện đều sẽ có kết thúc của nó bây giờ cũng chính là lúc kết thúc nếu như luật sư trương mà xuất hiện đề gì đâu ờ, t... anh lại biết quan tâm tới tôi từ hồi nào đi ra đi tôi đang cần suy nghĩ tôi có chuyện phải làm gì hay không cùng nhau nghĩ không phải tốt hơn sao? Dù tình cảnh của tôi thế nào, dù tôi có xảy ra chuyện gì, đâu có liên là bởi vì em muốn giấu anh mọi chuyện, em cứ tự một mình suy nghĩ cách này cách khác, tóm lại các vấn đề bắt nguồn từ em. Tôi không có cần anh giúp, cho nên anh đừng có hỏi nữa, tôi sẽ tự nghĩ cách. Chuyện này không có làm cho tôi dao động đâu. Gì? Cuộc họp tới đây thôi, có khách tới. Có khách sao? Định là tiếp đãi ông. Vậy chúng ta... Không. Hai người có thể ở lại đây. Là... Ừ, phó chủ tịch cũng đã gặp qua ông. Là người nào? Từ công ty khác hay sao? Đúng. Kiếm tới đây, cứ việc chờ đi. À, ờ, về đúng lúc. Ông sao lại tới đây Đi là chỗ nào mà ông dám tới Ông ấy có chuyện người hãy cùng nghe Coi ông nói cái gì Ông đi ra ngoài Đi là chỗ nào mà ông dám Đi Yên lặng đi ưng Hỷ thu Là khách của toàn Thực ra là ai mà em phản ứng như vậy Thường vụ trình chấn thu của công ty dạng độ trong quá trình sửa kiến trúc bên thi công khu rừng hỷ thu một tỷ. Có đúng hay không? Ông nói đi. Đúng như vậy để đưa quê hồng cho phó chủ tịch không phải điều là đang nói dối tôi tôi không tôi không muốn nhận số tiền nào hết bây giờ cô hãy thừa nhận đi đã đến lúc kết thúc rồi cô ý của ai